thằng vừa ngu vừa xấu vừa nghèo. Tôi nhìn cái bản mặt nó tôi ưa không nói. Đã biết nó xấu, nó ngu, nó nghèo, còn mượn tiền nó làm gì nữa? Anh mày nói đi, bao giờ mình trả nợ cho tao? Cũng phải nhờ gieo nhân nào thì gặp quả này. Đã nói cha nuôi thằng Bình giống như sò giòn nuôi con nhện vậy đó. Mà có đúng vậy không?